Đây mình đang có một cái Mi 8 Lite nhé, mà nó bị lỗ chân sạc này. Các bạn biết là Xiaomi nhé, lỗ chân sạc rất là rẻ luôn. Đấy nha, hơn 100.000 mà xong. Đó, mình đang nướng để mình bóc cái lưng này ra. Nhá. Đây này, cả cái mạch chân sạc có hơn 100.000 này các bạn này. Linh kiện của Xiaomi nhá, cũng buộc đầy. Con Mi 8 Lite thì ra lâu lắm rồi, ra từ năm 2018-2019 gì đấy. Đấy, đến bây giờ vẫn có chân sạc để thay nha, không cần phải kho hàn gì cả. Chúng ta chỉ cần thay mỗi cái này thôi, hơn 100.000. Đó. Đây, bây giờ mình vừa nướng xong rồi, bây giờ mình sẽ lách vào đây thôi. Tháo nó cũng dễ rồi bạn. Đấy nhá, xong rồi đấy. Đó, rất đơn giản thôi. Cái này các bạn phải cẩn thận nhá, khi mà các bạn cho ra lam mà lách ấy, thì các bạn nông nông thôi nhá. Chứ không là nó đứt cái cáp vân tay ấy, riêng con Mi 8 Lite này vậy nhá. Còn nhiều con thì nó nằm bên trong thì đỡ hơn. Đó, thôi chúng ta nhắc ra như này. Đó, đấy, như này nhá. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tháo cái này thôi. Đây, chúng ta dùng một cái tuýp bốn cạnh như này, chúng ta tháo những cái này ra. Đó, mình sẽ tháo cái vít ra nhá. Ở đây mình nhắc đây này. Đó, mỗi cái này thôi. Đây là cái mới nhá, cái mới này. Đó, rất đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái cao su bảo vệ ở đây. Chúng ta lắp lại vào chỗ này cho nó cẩn thận. Đó, chúng ta lắp lại nhá. Nhớ là tháo cái dây găng tay cẩn thận nhé, không là tí là mất sóng đấy. Lắp lại cái ống ngắn rồi nhá, ống này là ống ngắn nhá. Đây này. Đó. Vào đây. Cẩn thận thì chúng ta nên cắm thử sạc chắc. Cắm thử sạc được rồi chứ. Ok, chúng ta rút ra. Đó, bây giờ chúng ta bắt ốc vào thôi.